đứng ở đó nó nổi cuốc về đây. Mình Tâm rồi. Mình Tâm bị lãnh cơm của công ty. Hôm nay công ty Ahamu mời anh em tài xế ăn bữa cơm. Bữa cơm thân mật nha. Máu rồi chấp giờ bánh nổ đơn ghê ha. Máu rồi chấp nổ ít đơn. Ừ, có nhà báo tới đây quay luôn hả? Quay nhà báo. Rửa đơn chạy. Quay nước hả? Có nước này đủ. Sao nữa, điện nước đầy đủ. Em đưa nước. Điện nước thì em đi. Mình Tâm rồi, ta quay quay mình Tâm mới coi. Cho mấy người mặc siêu lên trên hình này mấy anh. Qua đây sớm mới sợ. Đứng đây luôn. Qua đây sớm thì hết cơm. Giờ lên tay lên hai cái nữa, đúng không? Tạo dáng rồi. Sườn này bự quá hả? Không mà cơm mà hạn. Qua nó giỡn gà. Không có lên TV trong này trong nội bộ công ty à? Trời ơi. À, tụi anh là nhà báo chứ? Em hỏi trong Ahamu à, cái này là làm cho công ty. À, quay cho công ty anh. Ờ, quay công ty à. À, tụi anh nhà báo tới đây quay. Còn em quay tại quay đăng lên YouTube á. À, tự trong nội bộ công ty. Cho nội bộ công ty chứ không đăng về YouTube hả? Mình đăng có sao đâu. À. Đăng cũng sao nữa thôi, nó mới chịu đăng em đi anh. Ok, lát em hỏi anh nha. Hỏi mà hỏi gì anh? Hỏi mấy câu à, ví dụ là comment cảm thấy chương trình này như thế nào? Trời, quá tuyệt vời anh ơi. Anh có hẳn, anh có cảm thấy hài lòng hay là góp ý? Quá hài lòng luôn anh. À, anh có mong muốn về những hoạt động đồng hành với Ahamu? Giờ hoạt động Ahamu càng nhiều càng phát triển. Thấy Ahamu thấy tổ chức nhiều chương trình quá, hay không? Đúng rồi, cái này bây giờ là quá tốt. Cứ mỗi quận hai cái đi được rồi. Để về cho mấy sếp còn mai mốt còn lại cho mấy anh nữa. Đúng rồi. Nói chung là sếp muốn là ngày nào cũng phải lên trước đó. Cảm ơn anh, ok rồi. Muốn có chương trình cho mấy anh xài chứ. YouTube cho mọi người biết về Ahamu á. Mày cũng chạy đi luôn. Sườn chả đi anh ơi. Em sườn chả luôn. Chưa có à? Gà. Em cũng gà, toàn bộ là gà lắm. Đổ thêm sườn. Thấy cơm này nó làm chất lượng quá ha. Thêm tiền cho một sườn đi anh ơi. Cái thương hiệu này cũng nổi tiếng các bạn. Sườn cũng nổi tiếng mà. Giờ thèm sườn, mua thêm cục sườn được không anh? Bỏ thêm tiền. Ở đây là nhìn ngon quá ha. Ngon, hấp dẫn. Cục xích ngon lắm á. Nói món đàng hoàng, đúng cắt mông đàng hoàng. Rồi, hỏi em trả lời nha. Rồi, ok. Thời tiết gần đây có ảnh hưởng tới việc chạy đơn của anh không? Có, tại vì mưa gió nhiều khi cũng lấy chạy. Kêu công ty cấp nước lại ha. Thời tiết nước lại chạy đơn, anh em rất là khó khăn. Rồi, anh biết anh em rất là khó khăn với anh em để chạy rất khó khăn. Tại vì tiết rất là bình thường.
con đi. Rồi, ok, các bạn xong rồi đó. Để cho mình lo quá. Đấy, nhanh nhanh giùm anh ơi. Ủa anh có qua mấy điểm kia quay không? Dạ quay rồi. À đi đi rồi hả? Qua quay rồi. À qua đi rồi hả? Mỗi ngày anh quay một điểm hay sao? Dạ, hôm qua lại quay 2 điểm là. À qua 2 điểm hả? Cái này là bên Tân Bình rồi. À. À cái này là. À. Rồi. Cái này là gì vậy? Dạ. Rồi cảm ơn anh nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi anh chạy báo nha. Ủa đây mình xong rồi, mình xong cho anh chưa? Đủ cái tiêu rồi. Có đi nữa không? Ở trên kia nước rồi. Cảm ơn em nha. Ủa mình tâm về đâu rồi ta? Để anh quay cái thương hiệu này lên luôn á. Quay giới thiệu cho bạn bè luôn á. Cái này, cái nước này còn. Ủa cái này thương hiệu của Nhật em. Ôi, đừng có quay đó. Rồi.